Kết quả sổ số miền Bắc thứ tư ngày 28 tháng 2 năm 2024. Giải đặc biệt 77.645-77-6-4-5. Giải nhất ông trục 6.477-0-6-4-7-7. Giải nhì 84.305-8-4-3-0-5. 38.394-3-8-3-9-4. Giải ba 71.202-7-1-2-0-2-93.049-9-3-0-4-9-90. 021-9-0-0-2-1-21-978-2-1-9-7-8-87-788-8-7-7-8-8. Không trục 4.853-0-4-8-5-3. Giải tư 0.790-0-7-9-0-0-256-0-2-5-6-2-861-2-8-6-1-3-114-3-1-1-4. Giải 5 7.553-7-5-5-2-7.073-7-0-3-3-7.257-6-7-2-7-6-1-129-1-1-2-9-7.595-7-5-9-5-495-6-4-8-9. Giải 6 652-6-5-2-476-4-7-6-788-7-8-8. Giải 7 67 67 96 96 37 37 17 17. Cảm ơn bạn.